xoay sở tốt, rất nguy hiểm, lộn xộn cơ hội, không được, đã có tình huống tuột giày tới từ các cầu thủ ở hai bên. Và một cự ly rất nguy hiểm lấy đà từ rất xa, đó là đội trưởng Tiến Đạt. Một hàng rào ba cầu đã được thiết lập. Chúng ta cùng chờ đợi bài đá phạt tới từ phía các cầu thủ ở Vietcombank Thái Bình. Dứt điểm ngay, không có bàn thắng, dứt điểm, tiếp tục là pha áp thành và không có bàn thắng dành cho Vietcombank Thái Bình. Một pha bóng mà thủ thành bên phía các cầu thủ Phú Nhuận đã chơi tốt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Không có một tình huống phối hợp mà đó là cú ra chân thẳng. Cầu thủ ra cú dứt điểm đó là Thành Long. Xử lý hay, khoảng trống, giữ cú dứt điểm. Cứu thua tuyệt vời tới từ thủ thành bên phía cầu thủ Navi Phú Nhuận đó là Võ Thái Bình. Hai tình huống cứu thua liên tiếp tới từ Thái Bình cho cầu thủ Navi Phú Nhuận trong những phút vừa qua. Cho Vietcombank Thái Bình vẫn còn, đây là cơ hội dành cho Vietcombank Thái Bình. Xoay sở rất hay, khoảng trống, dứt điểm ngay, không vào. Một lần nữa thì Võ Thái Bình, thủ thành của cầu thủ Navi Phú Nhuận đã chơi cực kỳ tốt. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha xoay sở và dứt điểm rất khó. Tuy nhiên thì thủ thành Thái Bình của Navi Phú Nhuận Sài Gòn đã chơi tốt. Đường chuyền chân trái nguy hiểm, bóng vừa đập vào cột dọc và đó là lời đáp trả dành cho các cầu thủ Phú Nhuận tới từ Hà Nội. Đây là lời đáp trả dành cho các cầu thủ Hà Nội. Chân trái rất nguy hiểm, bóng vừa đi sát sạt với cột dọc. Pha ra chân rất nhanh tới từ vị trí của Trọng Hoàng. Tiếp tục là Khánh Dương, bàn thắng thứ hai, không, không vào. Hàng phòng ngự của Navi Phú Nhuận đang gặp vấn đề ở những phút vừa qua. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tướng cắt bóng không chuẩn xác tới từ vị trí của một cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên thì Khánh Dương đã không tận dụng thành công. Tướng ném bóng dài lên bên trên rất nguy hiểm. Nguy hiểm, không được. Vào. Cầu thủ Hà Nội lùi về rất nhanh để có thể hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Đây là phản công của họ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Ra vào tốt tới từ thủ thành Thái Bình. Cả người rất hay, dứt điểm. Rất nguy hiểm tới từ vị trí của Khánh Dương. Là khoảng thời gian còn lại. Bóng bổng khá nguy hiểm. Mất hai nhịp bóng thì thủ thành Võ Thái Bình mới làm chủ được tình hình. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu đã điểm. Và trên đồng hồ điện tử chúng ta còn khoảng 5 phút nữa. Bóng dài, một tình huống dứt điểm từ xa và rất nguy hiểm. Vừa rồi thì Thái Bình đã có tình huống cứu thua. Những phút cuối của trận đấu này đang cực kỳ hấp dẫn. Thời gian vẫn còn dành cho thủ Blue Sky 4 phút 45 giây. Sẽ có một quả đá biên dành cho cầu thủ Hùng Hồ Sông Lam Nghệ An bên lăng biên phải. Đường chuyền vào, tình huống bóng bổng. Như vậy thì ngày hôm nay theo quan sát của tôi thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay họ sẽ thi đấu và đăng ký thi đấu với tổ 2 và tổ 3 của mình. Bên phía Navi Phú Nhuận họ sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất Đức. Hai đội nhập cuộc khá dè dặt ở những phút vừa qua. Cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Và dứt điểm đó là của Gia Phong. Khu vực sân nhà và kéo giãn đội hình đối phương. Cú dứt điểm từ xa không nguy hiểm với khung thành của thủ thành Võ Thái Bình. 1 phút 35 giây là khoảng thời gian còn lại. Cú giật gót, tình huống giật gót tới từ vị trí của Hải Vinh. Đưa bóng vào, bóng vẫn còn trong cuộc. Đường chuyền cơ hội dứt điểm. Tiếp tục là cú ra chân nữa, trước đó là tình huống dứt điểm của Hải Vinh và vừa rồi là pha dứt điểm tới từ Minh Đức. Như vậy cầu thủ đầu tiên ở tổ 2 của cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã vào sân đó là Ngọc Quân. Quá người. Tình huống ra vào tốt tới từ thủ thành Thái Bình. Đội hình xuất phát cũng như suốt thời gian thi đấu của trận đấu. Tình huống qua người đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Có đá bồi không vào.
Đường chuyền nữa thì đang thi đấu ở trên sân. Ở những giây phút cuối cùng của trận đấu này đang là tổ thi đấu thứ hai của cầu thủ Sơn Lam Nghệ An ở giải đấu năm nay. Và qua người tới từ lô báo dần, đưa bóng vào dứt điểm. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ của Sơn Lam Nghệ An ở tình huống bóng tới. 2 giây, 1 giây và hết giờ. Và như vậy thì chung kết gọi tên Navi Phú Nhuận ở trận bán kết thứ hai này. Xin chúc mừng các cầu thủ Navi Phú Nhuận với lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết của vòng chung kết U11 toàn quốc. Kết thúc trận đấu thì cầu thủ Navi Phú Nhuận họ có chiến thắng trước cầu thủ Sơn Lam Nghệ An với tỷ số là 2-0. Xin chúc mừng đại diện tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt tại nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk để chúng ta theo dõi trận chung kết của giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Leslie Mino năm 2023. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có trận cung chết trong mơ giữa Hưng Yên và cầu thủ Navi Phú Nhuận. Tình huống làm tường tới vị trí của Quốc Việt và ra vào tốt là của Thái Bình. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Hưng Yên, không có lỗi. Hôm nay thì sắc đỏ và sắc vàng là rất rõ ràng ở trong ngày thi đấu này. Đó là một tình huống dứt điểm thẳng về cầu môn của thủ thành Thái Bình, phá bóng nguy hiểm, tuy nhiên Thái Bình đã chơi tốt. Đây là các cổ động viên tới từ Navi Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí Minh, một sắc vàng trên khán đài. Còn đây là những cổ động viên tới từ Hưng Yên. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, các cổ động viên của Hưng Yên mang đến nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk một màu sắc rất đặc biệt. Các cổ động viên của Hưng Yên đã mang tới nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk những trang phục cờ đỏ sao vàng. Cú dứt điểm từ rất xa không nguy hiểm với thủ thành Võ Thái Bình. Tuy nhiên khi bóng đẩy về phía vòng cấm của Navi Phú Nhuận thì tất cả cầu thủ áo vàng có những tình huống áp sát. Thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa và Thái Bình một lần nữa đang chứng tỏ mình đang bắt rất ổn định trong khung gỗ. Khá nguy hiểm với tình huống phát bóng thẳng về phía khung thành của thủ thành Bảo Nam. Thêm một cú sút xa và vẫn không thể gây khó được với thủ thành Thái Bình. Hưng Yên đưa bóng vào, cơ hội không được. Đã có tình huống va chạm, tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi người bóng vào, đó là Báo Huy. Vừa rồi thì Thái Bình đã có một tình huống đổ người tốt. Bóng bọc không gây khó được cho thủ thành Thái Bình. Thái Bình vẫn đang chơi chắc tay ở trong những phút vừa qua của trận đấu này. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Hai nhịp thì thủ thành Võ Thái Bình mới làm chủ được tình hình. Sẽ cùng quay trở lại ở trận đấu này ở những giây cuối cùng, 54 giây. Dứt điểm tới từ đội trưởng Như Trường vẫn chưa chính xác. Bóng đi ra biên. Tình huống bóng bổng, tình huống cắt bóng tốt. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Vâng, và như vậy thì hết giờ. Trận chung kết đã kết thúc một cách rất kịch tính. Các cầu thủ Navi Phú Nhuận đã ghi tên mình vào chiếc cúp vàng của mùa giải năm nay. Một màn lội ngược dòng tới từ phía các cầu thủ Navi Phú Nhuận. Nỗi buồn được dành cho các cầu thủ Hưng Yên. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ Hưng Yên họ đã là những người mở tỷ số trước. Tuy nhiên các cầu thủ Navi Phú Nhuận với bản lĩnh của mình, họ xứng đáng là nhà vô địch khi có được một màn lội ngược dòng thành công để thua trong trận chung kết. Tuy nhiên Hưng Yên cũng đã làm lên được lịch sử của mình cho giải đấu năm nay. Và đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của mùa giải năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ Navi Phú Nhuận với chiếc vô địch của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Leslie Mino năm 2023. Một chiếc vô địch hoàn toàn xứng đáng với Navi Phú Nhuận. Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh lên ngôi ở vòng chung kết năm nay. Lần đầu tiên cho các cầu thủ ở thành phố Hồ Chí Minh với chiếc vô địch của mùa giải, và đại diện đó là Navi Phú Nhuận. Xin chúc mừng.